bắp luộc đây. Cái này á là tụi con nấu bằng than củi á, lâu lắm mới chín. Chà, bữa nay bắn bắp nữa ha. Tao nghe nói á, ông Sáu ông bị ngộ độc thức ăn á, ông ói ra mực xanh mực vàng mới đi cấp cứu về kìa. Cho chú 10 trái đi con. Dạ con nhớ mà, khách mới làm sao không quên được. Chú là chú ghiền bắp của con lắm đó, vừa ngon vừa ngọt mà lại vừa rẻ nữa chứ. Nè, bữa nào mà chú không ăn á là chú thấy chú nhớ, chú thèm luôn á. Lẹ lẹ đi ông Sáu ơi. Rồi rồi rồi, xong rồi xong rồi. Chú gửi tiền nè. Con cảm ơn. Chúc con mua may bán đắt nha, mai chú ra mua nữa. Chào anh. Thằng này, mày chỉ cần xuất hiện là thấy ghê rồi, khỏi cần phải hù. Bình thường ăn dưa leo không? Nè ăn bắp luôn trời. Mẹ 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 mẹ. Nó. Mày thấy con nhà người ta không? Đẹp trai, khỏe, bán bắp, giỏi, kiếm tiền cũng giỏi nữa, gì cũng giỏi hết trơn. Ai như mày không bằng cái móng tay người ta. Tao đá mày bây giờ, mua cho bắp ăn coi. Sao mỗi lần tao ăn là có mặt mày vậy? Lẹ đi. Anh bán bắp. Bán em phải trái bắp. Mua bắp thôi mà, có cần dẹo vậy ông em? Ừ, nhục. Nhục. Bán ba trái bắp coi. Mai quay lại nhé, hôm nay người ta đặt hết rồi. Rồi, xu. Ông kỳ. Tới lượt tôi mua các không bán à? Giờ người ta đặt thì anh biết làm sao bây giờ? Thôi, mai cố gắng qua sớm đi. Thôi đi về mà. Úi, kỳ cục. Nghĩ mình đẹp trai. Không, giờ xấu rồi. Xíu mày. Nó đánh mày gồm nó sao mày xui nha con. Đi về. Mình điên hả? Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ không à. Dậy đi, đi kiếm tiền nè. Kiếm tiền giờ này đang ngủ á con này. Mày đi ra chợ mua bắp sống về giùm tao đi, tao bận tao đếm không được. Mua về luộc cúng mày hả? Cúng cái đầu mày á. Mua về bán kiếm tiền chứ làm gì. Chứ không phải mày ghét thằng bán bắp bữa hổm nó chê mày xong rồi giờ mày cạnh tranh với nó hả? Thì một phần thôi. Quan trọng hơn á là bán kiếm tiền dằn mặt nó. Thôi mày đứng lên mày đi giùm tao đi. Đi. Từ từ. Đi 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 đi. Đi từ từ. Công nhận á, phải khen bà giỏi á. Vì bỏ mối nhiều nơi á, quá chừng luôn á mà không ai bán hàng mà hết nhanh như bay vậy đó. Dạ, kinh doanh mà phải có chiêu trò chứ cô. Thôi, con đi về nha. Cô, bắp này mua về luộc sao cho ngon cô? Nghe nói đâu là đun bằng than củi á. Tại vì đun bằng than củi thì bắp nó sẽ dẻo hơn. Nhưng mà lâu nha, tại vì nó chín từ từ, âm ỉ. Dạ yeah. Nhờ nhóm có cái bếp không à? Làm cũng xong á. Chí rồi sao mày vô dụng vậy? Mời mày làm. Mày ngồi mày làm đi. Sao mày không nấu bếp ga cho lẹ cho anh? Nấu bếp ga, bắp nó không có ngon. Hạt nó không có bung, không có dẻo tự nhiên. Ôi trời ơi, thì đường nào không ăn vô xuống luôn. Dẻo với ngon nữa. Nói như mày á thì thôi, tao cạp bắp sống luôn đi, nấu chín lên làm gì. Bởi vậy mấy thằng mà có tư duy như mày á, không bao giờ mình đi kiếm tiền được. Chỉ có đi phá làng phá xóm. Phụ Hiên cái nồi vô coi. Mà công nhận nấu bằng bếp củi cực thiệt á. Bắp luộc đi. Bắp luộc đi. Ông Sáu. Chà, bữa nay bắn bắp nữa ha. Dạ. Ông Sáu ủng hộ tụi con đi. Ông Sáu bắp. Nhiều tiền trai? Dạ 5.000. Cái gì? Bên thằng Ken nó bán 3 trái 10.000,
mà bắp còn ngon, còn ngọt hơn ở đây nữa đó. Ông Sáu muốn ủng hộ tụi con đi. Cái này á là tụi con nấu bằng than củi á, lâu lắm mới chín, với lại nó dẻo tự nhiên nữa. Ở đâu nấu chẳng vậy. Thôi để tao qua bên Ken tao mua. Ông Sáu, ông Sáu, ông... Lỗ vốn luôn. Kỳ ghê á. Bán với cái giá đó làm sao đủ tiền mua than với mua củi được. Bắp luộc đi. Bắp luộc đi. Rồi hết bắp nha mọi người ơi, hôm nay ông Sáu mua hết rồi. Ông này, ngày nào cũng ăn bắp hết vậy? Không biết ngán hay gì hả? Nghiện thuốc á, thì còn có thể lào cai, chứ còn nghiện bắp á, thì không thể nào cai nhá. Vinh, dậy. Ủa là chó không? Thằng này tối ngày ngủ rồi. Ê, tao nghe nói á, ông Sáu ổng bị ngộ độc thức ăn á, ổng ói ra mực xanh mực vàng mới đi cấp cứu về kìa. Trời, cái gì? Ừ, đi đi qua bên coi ổng sao lẹ đi. Lớn. Khỏi xíu mà nhét lại. Lẹ. Ken ơi. Ờ, gì đấy? Ờ, định qua mua bắp mà mấy nay sao thấy anh bán vậy? Bữa nay anh bỏ sĩ đại lý rồi, không bán nhỏ lẻ nữa chú. Dữ trời, hỏi chuyện nghề đó cho em đi. Phải công nhận không ai bán bắp mà lệnh nhanh nha anh về. Cái gì nó cũng có thời mà. Ghê thiệt. Ủa, chưa qua lấy bắp hả? Này lấy 100 cái nha. Mày làm ăn ghê thiệt đó nha Ken nha. Nhưng mà cũng phải ráng dành thời gian nghỉ ngơi nha con. Dạ, con nhớ rồi. Con cảm ơn dì, con đi về nha. Ừ. Anh đi với em để lên, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Chuyện liên quan tới mạng người á, đi nhanh lên. Rồi đóng cửa. Đi. Rồi có chuyện gì mà lôi ra đây? Em thấy anh bán đắt hàng quá, cho nên tính xin bí kíp. Dạy, thế mà cứ như cháy nhà. Thì người ta muốn mời ra quán cà phê để người ta thể hiện được cái tấm lòng thiện chí học hỏi của người ta mà. Thôi được rồi, giờ bán lẻ không giàu được đâu. Làm đại lý cho tôi đi. Đại lý? Là anh tính mở quy một cái chuỗi hệ thống bán bắp luộc luôn á hả? Tại sao không? Đang luộc gặp thứ gì đâu không? Ken ơi! Cái gì nữa? Ken! Ken ơi! Cái gì nữa vậy? À, thì nãy anh nói chuyện với chị em rồi, giờ tao qua anh ta lấy bắp nè. Ok, đợi tí. Ủa, đâu rồi ta? Anh Ken. Đêm này đúng không anh? Ơ hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Hôm trước khi tôi đi mua bắp để cho Trâm Anh khởi nghiệp thì tôi đã nghe được anh nói về mánh khóe mua bán. Kinh doanh mà phải có chiêu trò chứ cô. Tôi và Trâm Anh đã vất vả luộc bắp bằng than nhưng vẫn không ngon và dẻo như bắp của anh, và càng không thể bán phá giá để lỗ. Bên thằng Ken nó bán 3 trái 10 ngàn mà bắp còn ngon, còn ngọt hơn ở đây nữa đó. Đáng tiếc thay, ông Sáu đã bị ngộ độc thực phẩm và phải nằm dưỡng bệnh. Bữa đó đó, chú chỉ có ăn bắp mua của thằng Ken không à. Ê, tao nghe bắp thằng Ken cái vấn đề. Chơi nữa mày.
Khi nhận thấy tình hình không ổn, anh đã lập tức ngừng bán lẻ mà chỉ sang bảo sĩ cho người khác bán. Anh đi với em để lên, có chuyện gấp lắm, đi nhanh lên. Trâm Anh đã giúp tôi đánh lạc hướng của anh để tôi có thể xâm nhập vào để xem anh luộc bắp bằng những gì. Anh đã sử dụng những chất độc hại và pin để luộc bắp, để những trái bắp có thể dẻo và ngọt như anh mong muốn mà không phải mất thời gian. Tôi đã chụp ảnh nồi bắp độc hại này để làm bằng chứng và tịch thu bịch hóa chất để đưa cho công an. Tôi và công an đã tiến hành bắt giữ anh để anh không thể làm hại bất kỳ một người dân nào nữa. Bây giờ mời anh hai chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Cảnh giác với những thực phẩm buôn bán rẻ tràn lan, vì đây có thể là mánh khóe lừa đảo của gian thương để trục lợi mà bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc phát hiện những thực phẩm có chất độc hại, hãy báo ngay cho cơ quan công an để bắt giữ những đối tượng này nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Mấy đêm qua trong 30 năm buôn ba có mấy cái chuyện dâm ba thị phi, tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tu ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày, tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trộm cắp lừa đảo ma túy ở nơi chơi luôn ngoài đường, khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt.